Xin chào tất cả các bác, chào mừng tất cả các bác đã đến với Vinh 27. Ngày hôm nay em muốn chia sẻ đến các bác một cái vấn đề mà trong thời gian vừa qua có rất nhiều các bác comment cũng như em đi lắp rất nhiều công trình và nó gặp một vấn đề. Và em tin chắc chắn rằng trong gia đình tất cả các bác cũng đang gặp vấn đề như vậy. Các bác có thể nghe em đang ở trong một cái phòng nó khá là bị rội. Em cố tình chọn một cái phòng như này để cố tình làm rội để cho các bác có thể hình dung được là nó gặp vấn đề như nào. Khi đi em đi lắp những bộ âm thanh và sau đó có những bác mà đến trực tiếp showroom Vinh 27 test thì thấy bộ đấy rất là hay. Và sau khi về nhà thì bảo là không thấy hay bằng như lúc mà ông test ở trên đó. Thì mọi người mới nói rằng là không biết là có sự tráo đổi đồ gì đây ở đây hay không. Và bắt buộc phải lên lấy đúng cái bộ test đấy mang về nhà. Thì nó gặp vấn đề là như này. Bộ âm thanh rất là ok, rất là hay. Nhưng nếu như vào mỗi một không gian thì nó sẽ cho ra một cái chất âm khác nhau. Nếu như các bác có thể biết thì với một phòng như thế này thì cho dù loa âm thanh hay nhất thế giới thì cũng không thể nào hay được. Bởi vì nó sao ạ? Bởi vì nó bị dội âm thanh. Các bác hình dung như này, âm thanh khi nói ra đúng không ạ? Khi nói ra thì nó phải tiêu hết luôn. Nhưng hiện tại đa phần là toàn tường trơn. Nên nó gặp vấn đề là khi âm thanh dội ra thì nó sẽ bị đập lại. Và nó cứ đập đi đập lại như vậy, nó tạo ra một cái tiếng vọng mà nó không tiêu được. Chính vì thế nên tại sao người ta phải dùng một hệ thống gọi là tiêu âm, hay là dùng những bát tráp, hay dùng những cái mút trứng, hay là dùng những cái vật liệu tiêu âm để nó làm tiêu bớt những cái âm này đi. Tức là khi âm thanh phát ra là phải được tiêu hết luôn. Các bạn hiểu không? Khi âm thanh phát ra là phải tiêu hết luôn. Nghĩa là ra bao nhiêu là phải tiêu hết từng đấy. Thì lúc đó các bác mới nghe được rõ ràng chi tiết những cái giải âm thanh mà hệ thống âm thanh của mình được tạo ra. Còn nếu như mà nó không tiêu hết được thì vấn đề là khi âm thanh phát ra này thì nó bị đập dội lại. Vậy thì âm thanh phát ra là một nhưng chúng ta nghe là hai. Thì như vậy thì cái bộ âm thanh mà hay đến mấy cũng không thể nào mà tạo ra được cái sự hấp dẫn được, đúng không nào? Và ngày hôm qua cũng như rất nhiều các buổi khác thì bên em cũng nhận được rất nhiều các comment của các bác hay là inbox của các bác hỏi về là phòng anh như này thì bây giờ làm sao anh xử lý được bây giờ, đúng không ạ? Thì với phòng dội âm như thế này thì các bác hình dung rằng nó rất là khó chịu, đặc biệt là tiếng súp. Đặc biệt là cái tiếng súp ở trong những phòng này thì nó bị bùng nhùng và nó rất là khó chịu. Thì cái vấn đề, giải pháp để xử lý vấn đề này rất đơn giản. Đầu tiên khi các bác đứng ở giữa nhà các bác vỗ tay một cái để xem cái tiếng vỗ tay nó có bị vọng lại hay không. Nên mỗi một khi khách hàng, một các bác nào đến nhà em thì bên em câu hỏi đầu tiên bên em thường hỏi đó là nhà anh có bị dội âm hay không. Nếu như nhà anh dội âm thì chúng ta sẽ sử dụng những dòng loa mà nó có thể khả năng xử lý được những cái dội âm đó. Còn những nhà nào mà khả năng xử lý được tốt, nghĩa là tiêu âm tốt ấy, thì mình lại sử dụng tư vấn các bác ấy một cái dòng loa khác. Nhưng đa phần đều là cái phòng âm thanh mà nó bị dội như này thì nó không thể nào mà hay được. Thì các bác muốn biết rằng là nhà mình nghe nhạc có hay hay là hát hò có hay không, các bác đứng giữa phòng các bác vỗ tay một cái, các bác thấy nó bị dội không ạ? Nó bị dội như này không ạ? Thì khi bị dội như này thì không bộ âm thanh nào hay cả. Còn nếu như khi các bác đứng ở giữa phòng khách nhà mình, các bác vỗ tay mà nó tiêu hết luôn và nó không có một cái tiếng dội lại thì đó chính là một phòng đạt tiêu chuẩn rất là ok. Lúc đó các bác lắp một bộ âm thanh vừa vừa tiền thôi nhưng mà nó cũng rất là hay. Nên tại sao có nhiều bác bảo là đấy, thằng kia, bộ nhà kia nó có hơn 10 triệu thôi mà tại sao nó hay như vậy? Không phải bởi bộ đấy hay, bởi vì không gian nhà bác ấy đủ tiêu và tán âm hết. Chính vì thế nên âm thanh nó ra hết được và các bác nghe được đúng cái âm thanh từ cái loa đấy nó phát ra, chứ không phải là nghe từ cái rội như này. Các bạn hiểu không ạ? Và khi các bác sở hữu một bộ dàn âm thanh thì bác phải xử lý được vấn đề rội như này. Xử lý làm sao đấy cho nó hết rội, khi mà khi chưa xử lý nó sẽ rội như này. Thì vấn đề trong âm thanh là mình cần phải xử lý triệt để được vấn đề dội này. Nếu như các bác xử lý được triệt để phần dội như này rồi thì bộ âm thanh nào nó cũng hay hết. Thì cái vấn đề dội này thì thường nó hay gặp ở nhà mới cũng như là nhà chưa có đồ thì nó sẽ dội như thế này. Còn nếu như các bác vào đồ này, ghế, bàn ghế này, tranh ảnh này, rồi là sofa này, rồi rèm này, khi có những cái đó vào rồi thì nó sẽ hút bớt âm đi, nó tiêu bớt âm đi, thì lúc đó nó sẽ ok hơn. Còn nếu như các bác mà bị dội như này mà chưa biết xử lý thế nào thì có mấy hình thức xử lý như sau. Một là các bác có thể là che rèm vào những điểm cửa nhà mình để nó tiêu bớt âm đi. Các bác hình dung rằng âm thanh nó giống như quả bóng căng vậy, khi nó đập vào thì nó sẽ bật ra. Thì bây giờ mình phải dùng những vật liệu kiểu như là những miếng xốp hay những miếng mút tiêu âm để mình có thể là trang trí vào trong nhà mình, nhưng mà mình chỉ trang trí điểm để làm sao mà khi vào nó hết dội á thì là ok. Ví dụ như em thường hay dùng những tấm như này. Đó, những tấm như này thì cái hiệu quả nó vẫn chưa được tốt đâu. Nhưng mà nó cũng xử lý đi được phần nào rồi.
Nhưng mà những cái vật liệu này thì như nhà các bác sử dụng thì nó sẽ hơi bị tốn kém chi phí một chút. Đó, hoặc là các bác có thể trải thảm giống như em. Khi trải thảm nó cũng sẽ bớt rội đi rất là nhiều. Một là nếu như mình có được một cái phòng riêng để mình có thể xử lý á, thì bác có thể mua những cái mút trứng, mua những mút trứng về, nhưng mà mút trứng đó mình sẽ xử lý điểm thôi. Mình sẽ xử lý điểm, tức là một dãy dài dưới chứ không mình dán hết. Tức là các bác có thể là dán làm hai đường. Đây, các bác có thể dán làm hai đường như thế này. Đấy, một đường ở dưới, một đường ở trên này. Đó, thì dán dọc quanh nhà. Khi mình dán dọc quanh nhà như vậy rồi thì nó cũng xử lý đi phần nào rồi. Mà khi các bác dán dọc hết rồi mà các bác đứng giữa, các bác vỗ tay một cái mà nó vẫn bị rội, thì mình sẽ dán thêm một hàng nữa để làm sao nó không bị quá hút âm và nó cũng không bị quá rội. Miễn là làm sao đó các bác có thể che rèm này, cho đồ đạc vào này. Miễn làm sao đó mà nó hết được cái phần rội rội này, hết được cái phần rội và tia và âm thanh nó bị rội là ok. Đó, thì cách rất đơn giản là các bác có thể thêm đồ, mua sắm thêm đồ nhà mình. Hoặc là tường trơn thì nên treo tranh, hoặc là treo rèm, hoặc là nếu như mình không có đủ điều kiện để mình mua những cái đó thì các bác có thể là lên mạng đặt những cái miếng xốp tiêu âm ấy, mình vừa trang trí trong phòng khách nhà mình và nó cũng bớt rội đi. Thì các bác cứ hình dung đơn giản như là âm thanh phát ra từ loa nó giống như là quả bóng được bắn ra. Vậy thì khi nó bắn vào ra thì nó sẽ bắn vào cái đối diện của nó, đúng không? Khi âm thanh phát ra là phát ra có hướng, thì khi phát ra là phát ra có hướng thì nó sẽ phát ra là phía đằng sau. Thì cái phía đằng sau đó âm thanh nó sẽ dội lại. Nếu như đằng sau đó là tường trơn thì nó sẽ dội ra và nó đập lại. Thì các bác phải xử lý đằng sau để làm sao đó mua một cái miếng xốp nào đó hay là một cái miếng mút tiêu âm để cho nó khi đập vào đó thì nó sẽ tiêu hết luôn, chứ nó không đập vào đó và nó bị dội lại. Các bác hình dung ạ. Thì với cái về xử lý tiêu âm này thì nó khá là đơn giản và nó khá là linh hoạt. Các vật dụng trong nhà các bác đều có để miễn làm sao các bác trang trí nó vừa thẩm mỹ và nó tiêu bớt được âm đi. Tóm lại các bác hình dung rất đơn giản rằng là âm thanh phát ra quả bóng giống như là âm thanh phát ra từ loa nó giống như là quả bóng nó được phóng ra. Quả bóng căng ấy, nó được đá ra. Thì khi đá ra đấy rồi thì nó gặp vào cái vật đối diện nó ấy, tức là cái tường đằng sau nhà các bác chẳng hạn, thì nó là tường trơn thì nó sẽ bật ra, đúng không ạ? Nhưng nếu bác trang trí cái tranh này, hay là trước mặt đó là ghế sofa này, hay đằng sau đó là những cái mút nỉ tiêu âm này, hay là rèm này, đúng không ạ? Thì nó sẽ được hút vào đấy luôn. Và lúc đó sẽ chất âm thanh các bác sẽ được cải thiện rất là nhiều. Nên có rất nhiều bác hỏi em là bây giờ làm thế nào để xử lý thì rất là khó. Tại vì em đưa cho các bác vật liệu này, vật liệu nọ, vật liệu kia, đúng không ạ? Thì nó không phải phù hợp, lúc nào nó cũng, cái vật liệu đấy nó cũng phù hợp với trong nhà các bác. Thì các bác có thể trang trí trong nhà các bác rèm hay là những cái em vừa nói đấy. Miễn làm sao đó các bác đứng ở trước nhà, các bác vỗ tay một cái, nó hết cái phần rội đấy là ok. Ok, vì hy vọng là với những cái chia sẻ của bên em thì các bác có thể tìm cho mình được một cái vật liệu để mình trang trí ở trong cái phòng hát của mình hay cái phòng nghe nhạc của mình. Miễn làm sao đó vỗ tay nó không bị rội lại, nhưng mà cũng đừng trang trí nhiều quá, nó bị hút hết âm. Khi hút hết âm rồi thì công suất nó phải hoạt động cao hơn rất nhiều, thì các bác vẫn có thể cảm nhận được. Tránh lạm dụng các bác nhé. Có nhiều bác sau khi em hướng dẫn xong thì các bác dán một loạt những cái vật liệu tiêu âm vào trong nhà mình là vấn đề là nó bị hút hết âm. Thì với những cái chia sẻ vừa rồi thì em tin rằng các bác sẽ hiểu ra được bản chất của vấn đề của việc xử lý tiêu âm này để mình lựa chọn các vật liệu phù hợp trong phòng khách nhà mình cũng như trong cái không gian nhà mình để làm sao cho nó phù hợp. Không phải là cứ máy móc là cứ phải mua cái mút tiêu âm này hay là cứ phải mua cái kia cho nó phù hợp trong nhà của mình. Miễn là làm sao đó các bác xử lý hay là treo tranh hay một cái gì đó lên, miễn làm sao đó khi các bác đứng giữa nhà các bác vỗ tay nó hết cái phần rội đấy là được. Ok, chúc các bác thành công.